Cái cuối cùng mọi người nhé. Ngực nở, chân tay siêu to. Ê, tí nhá. Đúng chuẩn kiểu ngực xa dạ thắt luôn. Tí không? Con này vẫn lông tơ này, chưa thay ra lông cứng. Đàn này lông rất sát mọi người nhá. Phả xếp bao giờ cũng thế, lông nó cực kỳ là sát luôn. Ok. Chưa phẩm cái luôn mọi người nhá. Ngực rất nở luôn. Con này màu kiểu màu đỏ sạch. Chân tay siêu to, người dài. Con này thần kinh cực kỳ căng. Người cân đối cực luôn. Ok. Đoạn đực tiếp theo, con này ngực rất nở, chân cũng to. Con này thì sống lưng hơi đen. Con này thì đỏ bã trầu mọi người nhá. Đấy. Đuôi rất to, như cần gạt nước ấy. Ok. Đực tiếp theo mọi người nhá, con này gọi là màu vàng kim luôn ấy. Màu nó sạch dã man, ngực không có một tí tí đen nào. Đuôi cũng sạch. Nó sạch lắm luôn ấy, sạch cả ngực luôn ấy. Ừ, ngực sạch mà, con này chỉ có mõm đen thôi. Anh chị nào mà thích, rất là nhiều anh chị hỏi em là có con chó nào mà đuôi nó cùng màu với cả lông lưng không, thì đây bạn này mọi người nhá. Ok. Bạn đầu tiên, bạn cái mọi người nhá. Đàn này thì xuất ngon bổ rẻ cho mọi người, cái 4 triệu, được 4 triệu rưỡi. Đàn này thì phả xét 100% nên là màu nó cực kỳ sạch với cả nó rất là nhanh. Lanh chó, ok. Được mọi người nhá, siêu nghịch luôn. Con này ngực rất nở. Đỏ sạch ấy nhỉ. Màu phả xét 100%, có thể là con chó nó không to nhưng mà bộ ngực nó vẫn rất nở mọi người nhá. Đỏ sạch ấy. Đỏ sạch, con này đỏ sạch. Siêu lanh, siêu nghịch, ok.